Cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Và bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời mọi người, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai. À, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Bạn trai, bạn gái cùng giới thiệu để hai bên cùng nghe luôn. Giới thiệu lớn lên, bắt đầu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào bạn em. Gái kế bên. Em tên Nguyễn Thiên Lộc, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp em là tài xế taxi Vinasun. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Diệu, em sinh năm 92, quê ở Bình Định. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại Bình Dương. Không, người ta chạy xe không sao, cỡ nào cũng tới nơi được. Em có ưu được khuyết điểm gì không em trai? Dạ, em là một người sống rất có trách nhiệm và trong công việc và gia đình, đam mê thể thao, đặc biệt võ thuật và bóng đá. Quá dữ ha. Dạ, em thì thấy mình chỉ hay thất hứa với bạn nhậu, vì em không nhậu, mấy bạn cứ rủ hoài em. Có cái này cũng được đó. Có hút thuốc không? Dạ không, không biết hút. Cái, em có cái tật xấu gì không cưng Lộc? Dạ họ em chỉ hơi nóng tính một xíu khi trong công việc ai làm sai với em thôi. Vậy hả? Nóng tính của em cỡ nào? Thì em nóng tính thì em nói chuyện rất lớn tiếng vậy thôi. Lớn cỡ nào? Thí dụ giờ anh Lộc, em là người sai đó Lộc. Dạ. Em bình thường không? Bình thường cười vậy đó hả? Dạ. Đây cũng dễ thương lắm á, không nổi nóng tính lắm đâu. Còn em thì sao? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, cảm thông thấu hiểu. Còn nhược điểm của em thì em rất là mù đường. Có chồng tài xế, không cần biết đường làm cái gì hết trơn á. Diệu có mấy mối tình rồi Diệu? Dạ em chưa có mối tình nào hết ạ. Rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Lúc trước thì cũng có, nói chung là thích thích thì cũng có thôi, chứ mà thật sự quen thì chưa. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Chắc giống như anh Quyền Linh là được. Sao tôi thấy ông mối ông đắt hàng dễ sợ luôn á. Thiệt luôn á. Nãy giờ đưa ra ý kiến vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả Lộc? Em thấy em là một người rất chung thủy, 100% em không vấn đề lăng nhăng là không có 100%. Nhiều người người ta nghĩ là tài xế này nọ lăng nhăng hay nên tuyệt đối không bao giờ xin số điện thoại hay là không bất cứ cái gì, dù cuộc nói chuyện có vui có thân thiết cỡ nào, người ta nghĩ là cuộc nói chuyện nó chỉ là dựa trên khách hàng và tài xế thôi. Nếu mà mình xin số điện thoại cái là người ta bật lại hướng khác liền, người ta nghĩ sẽ không tốt về mình. Nếu cô nào nó đẹp mà em chở lúc 1-2 giờ đêm mà cổ rất là xinh đẹp, cổ xin số điện thoại của em thì sao? Nói chung 100% là nếu mà em đã chưa có bạn gái thì em còn có thể, còn 100% có bạn gái rồi là em không thể 100%. Cứng rắn ghê ha. Đúng, chào em. Dạ chào chị. Thôi em nghĩ là mình lên chương trình này rồi tự nhiên mình gặp một cái người con gái mà tinh khôi. Dạ vui. Bên đây cũng tinh khôi. Ủa, mà tinh khôi luôn hả? Có mối tình của em sao? Dạ em hai mối tình rồi chị. Hai mối tình tinh khôi gì ông? Ông Quyền Linh này thiệt tình á. Dạ. Nhưng mà sao lại chia tay ạ? Em thì mối tình đầu em quen cũng được 2 năm thì bạn ấy đi lao động bên nước ngoài. Còn mối tình sâu động kế tiếp là mối tình cũng 4 năm mấy, 5 năm. Nhu cầu bạn ấy cao quá, nói chung là muốn có nhà trước khi cưới thì điều kiện em không cho phép làm được điều đó nữa. Anh nghĩ rằng là mình phải nói thế nào rồi đó em ơi? Hay là giờ từ từ đi, mình cố gắng mình đóng tích góp và mình mua miếng đất nhỏ nhỏ được không? Thì em cũng nói với cái sự cố gắng, người đó có người khác, người ấy mới lấy cái lý do ra để mà chia tay em. Chào, dạ, chào anh. Chào em gái dễ thương. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Đàn ông là hút thuốc. Đây không hút thuốc. Rượu chè bê bét. Không có luôn. Người lăng nhăng. Không có lăng nhăng luôn, thủy chung son sắt. Thấy chưa, không còn gì để nói gì bên đây nữa trơn. Bên đây ta tốt trở lên không à. Em thấy được không? Dạ được. Bé đi với ai vậy? Dạ em đi với em họ, với lại bạn đồng nghiệp cũ. Dạ em là bạn đồng nghiệp cũ của Diệu ạ. Em thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai người hợp ạ. Em mong hai bạn có thể bấm nút để cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đại diện đàn trai. Dạ, đi với cô với chị họ. Dạ, em chào cô. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Cô gái này là cô gái chân thật, một mặt, chân chất của người miền quê đấy. Ok, con chọn được á. Lộc á thì thích người chân thật hơn, không thích đua đòi bon chen. Cho nên cô thấy cô này thì ok thì... Mặt cô rất căng thẳng phải không? Cô thấy ok đó. Rồi, tại vì quyết định mở rào đi. Mở rào. Chào em. Dạ, chào anh. Con muốn quà tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Có cái đồng hồ đang đeo trên. Trời
ơi, màu hường, trời ơi, cưng quá à. Đồng hồ trước nhẫn sau nè. Cần phụ không nè? Không, ngu quá cô. Rung quá phải không? Rất hợp với dáng em. Dạ. Thôi em tặng quà lại đi. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Hay là một quyển sách thôi. Tại em cũng biết tặng gì. Em hy vọng là... Sách tựa gì vậy em? Để yên, bác sĩ lo. Rồi bây giờ đầu tiên anh nghĩ rằng em biểu diễn lấy tinh thần cái đi. Em thấy em hơi hồi hộp đó. Dạ, em xin múa bài Quyền Long Hổ Quyền. Rung quá. Rung quá. Cứ bình tĩnh đi bé. Được. Được lọt vậy đó. Không có chỗ. Lại thụt lui ra làm sao. Dạ. Cười. Ui. Đó. Chơi luôn. Để tivi luôn. Thôi chơi này đi. Được rồi, được rồi. Ôi ôi, nó đập vô trong đầu đó. Kệ nó. Đó, thấy chưa, vô cái eo rồi. Dạ. Rồi, hay rồi. Cái banh lại gì cơ? Chơi này luôn, chơi này luôn. Chơi em chơi với anh. Chơi luôn. Chơi xong thì về luôn, khỏi nói gì nữa cho. Rồi sao, làm gì? Chơi, nó đá banh với anh Linh. Vậy thôi đó hả? Giờ em lừa qua anh. Ok. Dạ. Sao? Lừa qua lấy banh. Lừa qua Linh đó, Linh lấy banh. Anh lấy banh hả? Dạ. Anh chụp hay sao? Lấy banh. Lấy banh. Lấy banh hả? Đúng rồi, đi luôn rồi. Nó xài quá về luôn rồi. Cũng được, còn gì nữa không? Chơi luôn nào. Em chắc hết đất được. Hết rồi. Ở ông khỏe. Chơi luôn, chơi luôn. Làm xong về mà. Đó, chưa? Thấy chưa? Đó, thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Được rồi, thôi thôi thôi. Được thôi. Được rồi, thấy chưa? Đàn gái tôi khỏe mạnh vậy đó. Cái gì đàn gái tôi khỏe mạnh đúng không? Đó đàn nha. Trai tôi khỏe mạnh, đúng không? Dạ em tới đây thì em có chuẩn bị một cái trò chơi. Không biết là bạn trai có muốn tham gia không? Chơi, 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 chơi đi. Dạ cái này chỉ là hỏi đáp nhanh thôi. À, trong vòng 3 giây là bạn nam phải trả lời em. Chơi, chơi, rồi bắt đầu. Em thích đi du lịch. Em thích đi du lịch thì sao? Ấy em, ấy em. Cái vé sau, vé sau thì anh nói. Giống như là em thích đi du lịch, ok anh đưa đi, ví dụ vậy đó. Ok anh đưa đi. Tiếp theo nha, anh thấy em thế nào? Thấy em cũng bình thường, dễ thương. Được câu thứ hai. Nếu bạn gái cũ anh muốn quay lại thì anh sẽ như thế nào? 100% không thể. Em thích ngắm trai đẹp. Thì em có quyền nắm. Anh có ghen không? Không anh. Vậy thôi, em như câu hỏi đó. Em nghĩ thế nào về nghề tài xế? Đó cũng là một cái nghề nghiệp ổn định. Taxi thì anh cũng chạy vòng vòng thành phố này thôi. Đúng rồi, taxi không đi đâu xa hết, nói chung là bất cứ vòng trung tâm Sài Gòn thôi. Còn một ngày chạy một ngày ốp nên thời gian dành cho em cũng khá là nhiều. Em tiếp hỏi đó, tiếp đó. Em hỏi đó. Hỏi gì vậy ta? Em thích trai hay gái? Em thích trai hay gái. Ý anh là sao? Đẻ con trai hay con gái? Trai hay gái gì cũng được hết anh. Nếu mà con trai thì hai cha con anh bảo vệ em. Còn nếu là con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Trời ơi, anh hay quá. Lập ơi, anh ơi, trời ơi. Rồi, tôi tự hào đàn trai tôi nữa nha. Thì trời, tôi còn tự hào giùm luôn mà. Ừ, hỏi tiếp nữa Lộc. Thôi, chơi hoài mệt quá. Một câu nữa thôi. Cái nhìn đầu tiên về em, như anh, về anh em thấy như thế nào? À, em thấy anh là một người cũng khá là chân thật. Nói chung là em, nó cũng hợp với quan điểm của em. À, em muốn hỏi là nếu quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Anh một tuần thì anh nghĩ có tuần 3 ngày, tuần 4 ngày. Nếu em, anh xạo phiền thời gian của em thôi. Chứ còn một tuần anh có thể gặp em đúng 3 lần, đúng 3 ngày nghỉ. Nếu mà em không có bận gì. 15 ngày đi chơi chắc móm hết à. Lương taxi thì nó cũng ổn định, nó cũng cao. Yeah. Không làm 15 ngày em chơi, 15 ngày tiền đâu còn nhưng mà ổn định. Ý là gặp bạn gái cũng đâu có gọi là đi chơi, ví dụ đi ăn uống hay là xem phim này nọ thì nó có không gì. Chừng nào mà đi du lịch hết 15 ngày mới sợ anh. 15 ngày chạy xe, 15 ngày đi ăn cũng không có đủ nữa. Dạ dư sức. Được luôn hả? Taxi lương thì theo em thì tầm cũng em trong trung bình tháng cũng tầm 15-20 triệu một tháng. Dữ vậy đó hả? Ngon, dạ. Nghe ngon vậy. Tại em chạy thời gian cũng hơi nhiều, em chạy từ bắt đầu từ 5-6 giờ sáng cũng cho tới
gần rồi. Sáng hôm sau. Ồ, vậy là ok rồi. Vậy là ok rồi. Sáng ngày hôm sau bắt đầu em về em ngủ tới sáng ngày mốt mình chạy tiếp. Nào bạn bè cũng nói xong chưa vợ chưa con chạy chi nhiều. Tại qua ngày mai nghỉ đâu làm gì đâu nên giờ chạy tới sáng cho nó mệt về ngủ cho ngon. Còn mà về ngủ sớm thì mai dậy cũng không biết làm gì. Nếu bạn gái muốn làm dâu thì ở nhà em, còn không thì nói chung là tùy thuộc vào bạn gái. Tại nhà em ba anh em trai là. Ở quận mấy? Dạ Gò Vấp. Vậy là nếu mà đứa nào mà có dâu trước là bé dâu đó được cưng dữ lắm luôn á. Đúng rồi đó. Dạ. Hay mình tranh thủ đi em, hay mình tranh thủ đi em để được cưng. Bây giờ thẳng tới nắm tay cô ấy, mong muốn điều gì nói luôn, tỏ tình câu đi rồi mình bấm nút. Tới đi Lộc, nắm hai tay Lộc, đưa tay cho cô ta nắm đi đó. Nói đi Lộc. Em thấy anh run quá. Anh hy vọng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này anh có thể được lo lắng, yêu thương, chăm sóc em một cách tốt nhất. Trời ơi. Trời ơi. Dạ cảm ơn anh. Để tay nút bấm. Ta không bấm mình cũng bấm nha Lộc. Đây bên đây. Dạ, em bên bấm đây. Chắc luôn anh. Bấm bên chắc đi. Tay phải. Nói luôn. Vậy, vậy nút ở đâu vậy? Nó rung quá nó không kiếm được cái nút nè. Coi coi đây. Đó nút ngay đây mà mò quá trời mò. Sao bà tính đếm quyết định hay không? Tùy bên đó. 3, 2, 1, bấm. Rồi. Vô rồi. Nắm tay, nắm tay. Nắm liền cho bớt rung coi. Lộc, Lộc, ừ. Em nhớ tên bạn gái tên gì không? Chịu uống chân quên rồi. Bây giờ nói ào ào làm tới tấp mà không nhớ tên gì. Dạ em tên Diệu. Mình hứa gì đi Lộc? Dạ con thưa hai bác, thưa gia đình của bạn Diệu. Nãy giờ con nói gì ở trên đây con xin phép thực hiện đúng những gì con làm trong thời gian sắp tới. Dạ con cảm ơn. Nụ hôn đầu tiên. Thở hết rồi. Hả? Xin phép hai bác cho con hôn Diệu. Ừ. Bắt đầu. Em hôn chân. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chờ Diệu đi trước, Lộc đi sau. Thấy cưng hết biết luôn ta ơi.